Vâng, xin kính chào toàn thể các bác cùng quay trở lại với kính cổ Dũng Trần. À, dạ vâng, các bác thân mến, à, trăm người bán vạn người mua nhưng quan trọng hơn thua nhau là ở cái chất lượng. À, vâng, các bác muốn sản phẩm tốt thì lại không có đồ rẻ mà các bác muốn đồ rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vậy nên các bác muốn có sản phẩm tốt thì các bác hãy đề cao chất lượng và hãy nhìn vào chất lượng của sản phẩm các bác nhà mình nhé. À, dạ vâng và trong video ngày hôm nay thì em Dũng Trần xin phép chia sẻ đến các bác một bộ siêu tập kính cơn Mỹ mà em Dũng Trần cũng đã tâm đắc à, có được bộ siêu tập này. Để có được bộ siêu tập này cũng đã mất khoảng 3 tháng để có được 6 phiên bản kính cơn siêu phẩm này để chia sẻ với các bác nhà mình. À, vâng và trong bộ siêu tập và trong video này thì chỉ có siêu phẩm thôi các bác nhà mình nhé. Chỉ có siêu phẩm về kính cơn Mỹ thôi và À, xin mời các bác hãy cùng à, đến với bộ siêu tập này tại kênh kính cổ dũng trần và rất mong các bác nào à, là tín đồ của kính cổ và đặc biệt là yêu thích kính cơn mỹ thì à, có duyên xem được video này thì hy vọng khi mà xem trong video này thì các bác à, sẽ chọn được cho mình một cây kính à, do đích thân em dũng trần tuyển chọn tâm đắc tuyển chọn À, cho các bác nhà mình à, Vâng và sơ bộ qua trong bộ siêu tập ngày hôm nay thì sẽ có được 6 phiên bản kính cơn tuyển chọn à, đúng hơn đó là 5 cây kính cơn và một cây kính quen ở mã số 4 à, Vâng và đầu tiên thì xin sơ bộ được các bác phiên bản mã số 1 sẽ là một phiên bản kính cơn Mỹ đời chữ to bọc vàng 12 kgf đây là một phiên bản vẫn còn nguyên tem lưu kho chưa qua sử dụng và tiếp theo cũng là một phiên bản kính cơn bọc vàng 12K size 57, tức là một phiên bản size to. Thì ngày hôm nay trong bộ sưu tập này có đủ cả size 52 và size 57 của phiên bản đời chữ to các bạn nhà mình nhé. Và tiếp theo chuyển sang mã số 3. Mã số 3 sẽ là một phiên bản kính cơn Mỹ chữ nhỏ và đây là một phiên bản kính cơn đẹp trong tầm giá đầu 3. Và tiếp theo chuyển sang mã số 4 sẽ có một phiên bản kính quen đẹp xuất sắc cho các bác nhà mình. Và phiên bản kính quen này là một bản kính quen đời đầu chuyện một càng đi kèm sẽ là vỏ bao da zin nguyên com lê. Đây. Duy nhất một cây kính quen này trong bộ sưu tập. Tiếp theo chuyển sang mã số 5 sẽ là một phiên bản kính cơn Mỹ chữ nhỏ siêu phẩm tiếp theo năm 1969. Và phiên bản kính cơn này cũng còn cả vỏ bao zin Và cuối cùng Mã số 6 cũng là một phiên bản kính cơn Mỹ chữ nhỏ đời thập niên 60 và đây sẽ là một phiên bản kính cơn chữ nhỏ đời khắc thập phân các bạn nhà mình nhé cũng là một phiên bản kính cơn với cái tính chất là hoa hậu siêu phẩm à vâng và cụ thể sẽ có hai phiên bản kính cơn chữ to ba phiên bản kính cơn chữ nhỏ và có một phiên bản kính quen gần như là đủ hết trong bộ siêu tập này từ chữ to đến chữ nhỏ đến kính quen là bộ ba cây kính ba dòng kính đáng chơi nhất của dòng kính Mỹ rồi. À, dạ vâng và ngay bây giờ sẽ đến phần chi tiết và báo giá của bộ sưu tập à, kính cơn kính quen vip trong video ngày hôm nay. Xin mời toàn thể các bác. Vâng và sẽ đến với cây kính đầu tiên trong bộ sưu tập ngày hôm nay. Xin chia sẻ với các bác một phiên bản kính cơn Mỹ đời chữ to. À, vâng và phiên bản kính cơn Mỹ đời chữ to này thì sẽ có vỏ bao da zin vẫn còn rất là mới, vỏ bao da zin FG58, Pilot Sunglass size. American Optical Yellow à, vâng và cái vỏ bao này vẫn còn rất mới vì đây là một phiên bản kính lưu kho các bác nhà mình nhé à vâng một bộ sưu tập đã được em ấp ủ 3 tháng nay để đủ các binh chủng chữ to chữ nhỏ size to size nhỏ để uh, diện kiến các bác nhà mình à vâng và đây sẽ là một phiên bản kính cơn chữ to đời bọc vàng 12 kgf một phiên bản lưu kho chưa qua sử dụng vẫn còn nguyên tem ở phía trong bên phải và chúng ta sẽ có được một phiên bản sai trọng là 52 Đời này là sai trọng 52 Các bạn nhà mình nhé Và những phiên bản chữ to thì xin chia sẻ nhanh cho các bác là được ra đời vào những năm 1976 đến 1979 Cấp phát cho quân đội Mỹ vào khoảng những năm đó à, Vâng và chúng ta sẽ có được một cây kính Sẽ để cái vỏ ba xuống dưới này à, chúng ta sẽ có được một cây kính là tình trạng là đẹp xuất sắc các bác nhé Sai mươi 52 và màu tròng xanh đen Và toàn bộ khung gọng thì đều được bọc vàng 12KGF và 12K Gold tức là bọc vàng à, chuôi ve khung gọng của cây kính này là mới nguyên vẫn còn đẹp xuất sắc chuôi ve thì còn trong vắt các bạn nhà mình nhé ve nguyên tu ốc nguyên tán thì đây là một trong những cây kính đẹp xuất sắc nhất trong dòng kính cơn 12k rồi nó chỉ kém thêm một cái hộp giấy nữa thôi đó cho còn hiện tại ở đây là nguyên tem và vỏ bao da zin thì đối với một cây kính như thế này cũng đã là có mức độ siêu tầm rất là cao rồi nguyên tem chưa qua sử dụng thì đối với những cây kính này thì bác bác nào đeo sẽ là người đeo đầu tiên bác nào sở hữu cũng là người chủ nhân đầu tiên à, là chính thức sở hữu sau em dũng thôi à, và hiện tại cây này những cây kính này thì em dũng cũng chưa lên mắt chưa đeo và cũng chưa móc tem lại sẽ dành nhượng lại cho những bác nào có duyên để các bác nhà mình có thể sử dụng hoặc là để siêu tầm thì rất là tuyệt vời À, vâng và đối với phiên bản kính cơn Mỹ chữ to đời bọc vàng 12KGF này Thì xin phép ra lưu đến tuần này các bác Với giá là 18 triệu 5 18 triệu 5 cho phiên bản kính cơn Mỹ đời chữ to bọc vàng 12KGF Đẹp xuất sắc các bác nhà mình nhé Và đối với những bác nào có tầm tài chính đâu đấy khoảng à, tầm chưa đến 20 triệu Và cần chơi một cây kính đẹp, chất lượng Thì cái đời bọc vàng 12K này thì rất đáng để các bác nhà mình có thể à, trải nghiệm Cũng như là siêu tầm với cái tầm giá và cái tầm ngân sách đó Thì hoàn toàn các bác có thể siêu tập Cái cây 12K này thì chơi rất là tuyệt vời À vâng và tiếp theo Chuyển sang phiên bản mã số 2 Sẽ là một phiên bản kính cơn Đời bọc vàng 12K Nhưng nó sẽ là đời size to các bác nhà mình nhé à, Size to này thì lại hiếm hơn cả cái size à, 52 là cái size thông dụng đó À vâng Và đây là cái vỏ bao da zin Của phiên bản kính cơn chữ to này Và cái vỏ bao da jean này thì của cái đời này thì nhiều bác cũng sẽ thấy hơi lạ là tại sao cái vỏ bao da zin của đời sai to thì nó lại không có chữ và nó lại là cái kiểu như này vâng đây chính là cái vỏ bao da zin của cái đời size to các bác nhé đó là cái vỏ bao da màu đen và đúng ra là phía bên trên đây này, của cái vỏ bao này thì sẽ có cái dòng chữ là cũng là FG58 American Pilot này thế nhưng mà cái đời này là họ in in chữ chứ không gọi là dập mà như cái vỏ bao của size 52 theo năm tháng thì nó đã bị bay cái chữ đi rồi đó và bên trong này cũng nó đã mủn dần à, với cái lớp cái lớp mủn ở phía bên trong thì nó bám vào kính nó rất là bẩn nên nó có lót cái khăn vào thì cái bao da của cái đời size 57 này nó sẽ như thế này và nó hơi kém một chút ở phần bên trong vì hơn 40 năm rồi cái bao da này thì nó sẽ nhận định một cách khách quan là nó sẽ không bền bằng cái bao này vì cái bao của size 52 đó là bao uh, chất liệu bằng nhựa các bác nhé đó nhựa dẻo còn cái bao này là da và phía bên trong là bọc lì. nên là nó thôi cái phần uh, nỉ ra nên là nó bị ra cái phần bám đen ấy. Đó, thì sơ bộ qua với các bác là như vậy. Nhưng tuy nhiên thì tôi mấy chục năm rồi giữ được bao jean cũng là tốt rồi. Và em vẫn tặng kèm cho các bác cái vỏ bao ngoài để bảo quản cái phiên bản này cho nó sạch sẽ và nó đảm bảo vệ sinh thay vì cái bao zin. À rồi và tiếp theo chuyển sang phiên bản mã số 2 sẽ là phiên bản kính cơn size 57 Thì cái đời phiên bản mã số 2 này thì nó cùng đời cùng niên đại sản xuất với phiên bản mã số 1 năm 1976 đến 1979 Cũng cấp phát cho quân đội Mỹ vào thời điểm đó Nhưng tuy nhiên đây là phiên bản size trong 57 Và đối với size trong 57 này thì sẽ có cái chiều ngang kính là 14,5 Size chua thì vẫn là 140 các bác nhé Nhưng chiều ngang kính Đối với size 57 thì chiều ngang kính sẽ rộng ra là 14,5 Thì đối với những bác nào có khuôn mặt to trên 70 cân Thì có thể đeo cái phiên bản size 57 này thì sẽ rất là đẹp Và đối với size 57 này thì em đính chính lại là rất hiếm Và nó có thể hiếm hơn cả những cây kính chữ nhỏ hàng VIP Đấy là để chia sẻ để các bác nhà mình có thể nắm được Nó hiếm hơn cả đời chữ nhỏ hàng VIP Để mà có được một phiên bản kính cơn đời size to Tất yếu À, bởi vì là cái phiên bản size to này Hãng họ sản xuất rất là ít Họ cấp phát ít Đó, Chủ yếu là size 52 thôi Nên là cái số lượng sản xuất ra cái size 57 này Cũng đã ít hơn rất nhiều so với size 52 rồi Đó, Cộng hưởng lại là bị mất, bị thất lạc nữa Nên là size 57 rất là ít Nên là như bác nào khuôn mặt to mà tìm kiếm Một cây cơn bọc vàng size 57 thì rất là khó nhé Đấy thì hiện tại ở đây em Dũng đang sẵn Có một phiên bản size trồng 57 Và đặc biệt hơn nữa nó là đời bọc vàng Và là lưu kho luôn Đây là một cây kính hết số đó, mãn nhãn và hết số của đời chữ to bọc vàng và size 57 rồi và chúng ta có đây là một phiên bản đời chữ to bọc vàng hồng các bác nhà mình nhé bọc vàng hồng 12 kgf và tình trạng này vẫn còn tuyệt đẹp luôn các bác nhìn và chúng ta sẽ có một bộ chồng xanh đen nguyên bản và mắt bên phải cũng còn nguyên tem Đó, mắt xanh đen vẫn còn không có một vết xước các bác nhé không có một vết xước nào cả vẫn còn đẹp nguyên vì đây là chưa qua sử dụng nên mắt vẫn còn đẹp tuyệt đối về mặt thẩm mỹ tiếp đến là khung gọng bọc vàng vẫn còn ánh gương vẫn còn cái lớp hồ được phủ ở phía bên ngoài gần như chưa sử dụng nên là cây vàng ánh gương nó vẫn còn nguyên và hiện tại thì hãng họ bảo quản rất là tốt khi vẫn giữ được cây kính từ thập niên 70 cho đến tận bây giờ vẫn còn rất là đẹp và chất lượng chuôi ve của cây kính này thì như nước Navi vi rồi nó trong vắt luôn các bạn nhé vì chưa qua sử dụng nên là cái bộ chuôi của nó nguyên bản như ban đầu sẽ là trong vắt như thế này và chưa có mùi mồ hôi rất là tuyệt vời đẹp xuất sắc chưa ạ nhiều bác mới xem kênh có thể hoặc là mới tìm hiểu thì không nghĩ đây và không tin đây là một cây kính từ thập niên 70 đúng không ạ nhưng các bác hãy tin dần đấy ạ đây là một trong những cây kính thuộc thập niên 70 mà em Dũng Trần đã siêu tập và tuyển chọn cho các bác đây ạ quá tuyệt vời nhé các bác nhé nguyên bản không dễ gì và cũng không có nhiều người có duyên mà chơi được những cây kính như thế này cũng phải có dịp À, vâng và đối với phiên bản kính cơn size to như thế này và trong nhân dịp cái bộ siêu tập VIP này em Dũng dần chia sẻ tại kênh thì em Dũng cũng sẽ có cái mức giá tốt nhất để giao lưu được các bác nhà mình với phiên bản size 57 này với cái giá là 21 triệu 500k cho phiên bản kính cơn size 57 và xin mời các bác hãy cùng giao lưu cái phiên bản này đối với những bạn nào có khuôn mặt to cần cho một cây kính VIP chính xác là một cây kính đáng siêu tầm thì các bác có thể à, chơi phiên bản nguyên tem này thì cực kỳ tuyệt vời À, dạ vâng và em sẽ chuyển sang cái phiên bản kính cơn tiếp theo các bạn nhà mình nhé Em sẽ tạm thời để cái phiên bản siêu phẩm size to này Đó, Nếu mà nói đến size to thì đời bọc vàng 12KGF này thì là đời VIP nhất của đời size to rồi Đó, Và tiếp theo chuyển sang phiên bản mã số 3 Mã số 3 sẽ là một phiên bản kính cơn Mỹ chữ nhỏ các bạn nhà mình nhé Và đây cũng là một cây kính có sở hữu vỏ bao da ZIN mươi 58 một phiên bản kính cơn Mỹ chữ nhỏ Và những cây kính cơn Mỹ chữ nhỏ trong tầm giá đầu 3 Cũng là một trong những cây kính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng rất là hiếm rồi Và để tuyển chọn được những cây kính đó thì cũng không có nhiều à, Dạ vâng và ở đây chúng ta sẽ có được một phiên bản kính cơn Mỹ chữ nhỏ đời thập niên 70 Các bác nhà mình nhé Và một phiên bản kính cơn size tiêu chuẩn là 52 Chữ nhỏ thì chỉ có size 52 thôi và đối với phiên bản này thì nó nguyên zin com lê, cả vỏ bao zin Và tình trạng của cây kính này là đẹp 95% Chúng ta sẽ có được một bộ trồng thì vẫn còn đẹp xuất sắc, màu xanh đen Và đối với những cái vỏ những cái bộ trồng zin của kính cơn thì các bác biết rồi là Đều là những cái trồng kính mà cấp phát cho phi công Để phục vụ cho thế chiến thứ hai của không quân Hoa Kỳ Nên là cái chất lượng về bộ trồng, chất lượng quang học của rất là tốt và hiện tại những cái bộ trồng này hiện tại em Dũng có siêu tập được là đều là bộ tròng nguyên zin theo kính các bác nhé nguyên zin theo kính và đồng bộ cũng như là có cái độ thẩm mỹ còn rất là cao không bị xước và nó không ảnh hưởng đến tầm nhìn và bên cạnh đó là cũng có được cái độ thẩm mỹ cao thì bên cạnh đó vẫn có cái độ siêu tầm cao màu xanh đen và chúng ta sẽ có được một bộ khung gọng bọc vàng 1 phần 10 12 k gf và đối với phiên bản khung gọng của phiên bản mã số 3 này sẽ là bọc vàng hồng đỏ đó bọc vàng hồng đỏ các bác nhà mình nhé vàng hồng đỏ tức là vàng hồng rực đó các bạn đó. các bác nhìn là đỏ như cái màu da tay của em Dũng luôn các bác nhé Đây là màu vàng hồng đỏ Đấy. Đối với những cây kính chữ nhỏ như thế này thì rất giá trị đó các bác ạ Rất giá trị đó. Nó không đơn thuần là một cây kính mà nó còn cả là một tác phẩm Cũng như là vẫn còn giữ được như thế này là rất là quý theo năm tháng càng ngày nó càng có giá trị theo thời gian lúc vào còn rất là sáng và đẹp cũng như là chuôi ve của, của phiên bản này vẫn còn đẹp và sáng như thế này đây là một cây kính đẹp trong tầm giá đổ ba các bác nhà mình nhé vâng và đối với phiên bản kính cơn mỹ chữ nhỏ mã số 3 này để giao lưu với các bác với giá là 33 triệu 800 cho phiên bản kính cơn mỹ chữ nhỏ đời thập niên 70 và đối với phiên bản kính cơ này thì trong tầm giá đầu 3 thì đây là một cây kính có cái mức giá phù hợp nhẹ nhàng trong tầm giá đầu 3. Và đây là hiện tại là những cái vết bẩn mà em Dũng Trần chưa lau được ở trên bộ tròng thôi. Còn kính thì vẫn còn nguyên zin các bác nhé. Và không bị xước đâu. Đây sẽ là những cái vết bẩn thôi. Đấy, lau đi là hết. Các bác nhé. hiện tại ở đây thì đang không có sẵn cái khăn nên là em có tạm thời lau qua bằng tay thôi. Đấy, nó cũng đã hết rồi những cái cây kính này thì đã được em Dũng tuyển chọn rồi nên là những cái về những cái lỗi sơ đẳng như sước mắt thì đều không có vâng tiếp theo chuyển sang mã số 4 sẽ là một phiên bản kính quen và trong bộ sưu tập này thì có duy nhất mã số 4 này là phiên bản kính quen Mỹ à, vâng và những bác nào là yêu thích kính quen Mỹ thì các bác có thể uh, tham khảo mã số 4 một cây quen Mỹ mà em Dũng Trần cũng đã sưu tập được và chiếc quen này thì vẫn còn giữ được vỏ bao da đó, rất hiếm khi kính quen mà về được cả vỏ bao Đấy, thì cây kính này thì cũng đã được em giữ lại để để có được bộ sưu tập này để lên cùng cái dịp này để các bác nhà mình cũng được theo dõi à, và vỏ bao kính quen thì nó sẽ ghi là quen Đó, v -E DSA Đây là cái vỏ bao kính quen còn vỏ bao kính cơn nó sẽ là American optical à, rồi và cái vỏ bao này vẫn còn rất là mới một cây kính quen nguyên zin nguyên bản từ thập niên 70 mươi chính xác là đầu thập niên 70 các ba nhà mình nhé Wow, nước vàng nó rất là sáng Và em Dũng cũng rất ấn tượng với cái nước vàng của cái đời kính quen này Nó là nước vàng chanh, nước vàng sáng ánh gương Cái đời kính quen này thì nó càng mới Một cây kính nó càng mới thì cái nước vàng ánh gương này nó càng sáng đấy các bác này Nó càng sáng như thế này Đó, Cây này thì Cây quen này hiện tại thì vẫn còn giữ được tổng thể rất là đẹp. Bộ trồng xanh đen size 52, toàn bộ khung gọng cũng đều được bọc vàng 1 phần 10, 12 kgf. Size ngang kính bằng với kính cơn là ngang kính là 13,8. Và chuôi ve cũng là chuôi mái trèo và cốt ve cũng là cốt ve dài. Các bác nhé, chuôi mái trèo, cốt ve dài. Và đây sẽ là, đặc biệt nữa đây là phiên bản kính cơn đời triện một càng. Đời triện một càng tức là những cây kính cơn sản xuất vào thời kỳ đầu đó các bác. Đó, và đến bây giờ những cây chuyện một càng nó gần như là thất sủng rồi đấy, thì cây kính này để em dũng có, có săn được một cây kính đời chuyện một càng là đời đầu kính quen đấy tức là so với cây kính quen thì cây này là anh đấy anh của cây cây đời chuyện hai càng được chưa ạ? tức là vì nó đẻ trước mà thì đây đời chuyện một càng tức là càng phải sẽ có chuyện quen 1 phần mười mười k ghép ở phía bên càng phải thôi và càng phía bên trái thì sẽ là trơn không chuyện đây nó gọi là đời quen triện một càng đó các bạn À, kính quen này hiện tại bây giờ là cái số lượng ở dưới Quảng Ninh các bác chơi rất là nhiều à, và dưới Hải Phòng cái số lượng các bác chơi kính quen và những bác mà, mà gọi là dân chơi chơi kính quen rất là nhiều ở khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng. À, vâng và đây cũng là một cây kính quen rất đáng sưu tầm và rất đáng để chơi các bác nhé, rất là đẹp đấy, từ trong ra ngoài và nước vàng cũng như chui ve của cây kính này còn rất là đẹp rất là đều và đối với phiên bản kính quen siêu phẩm thuộc mã số 4 này. Thì xin phép giao đi được các bác với giá là 18 triệu 900k cho phiên bản kính quen Mỹ thuộc mã số 4 các bác nhà mình nhé quen thì thực tế thì nó sẽ số lượng nó sẽ ít hơn nó thi thoảng mới có những cây kính quen đẹp thôi còn đa số là những cây kính quen nếu có thì nó sẽ vào khoảng tầm 90% cũng đã là tốt rồi thì đâu đó nó có dao động khoảng tầm từ 12 cho đến 13 triệu một chút những cây kính quen mà mang tính chất đẹp như thế này thì không nhiều bằng kính cơn Tiếp theo chuyển sang mã số 5 à, Ở đây mã số 5 thì em Dũng xin chia sẻ với các bác một phiên bản kính cơn chữ nhỏ năm 1969 Thì đây là một cây kính cơn cầu miết Năm 1969 sẽ là một cây kính cơn cầu miết các bác nhà mình nhé Và chúng ta sẽ có một chiếc vỏ bao da zin năm 1969 Và đây cũng là một phiên bản à, tốc, tốc độ về tình trạng cũng đã tăng dần rồi đấy ạ Đó tăng dần theo theo về cái giá trị siêu tầm và đây cũng là một cây kính đẹp và tình trạng của cây kính này cũng là một cây kính tuyệt một cây kính có giá trị về mặt siêu tầm cũng như về mặt thẩm mỹ à, chúng ta sẽ có được một cây kính thuộc thẩm niên 7 thập niên 60 và cụ thể là 1969 và đây là đời cầu miết à, size tròng 52 và size chui là 140 vì đây là một cây kính size tiêu chuẩn và chúng ta cũng vẫn giữ được một bộ tròng xanh đen các bác ạ rất là tuyệt vời một bộ tròng xanh đen vẫn còn rất là đẹp và nguyên bản, nguyên zin của kính cơn, nguyên zin theo kính và khung gọng được bọc vàng hồng 1 phần 10 12K, bọc vàng hồng các bác nhà mình nhé. Và kết hợp với đó là bộ chuôi vẫn còn rất là đẹp, rất là chất lượng. Và nhìn vào chuôi thì các bác có thể đánh giá được cái cái kính chủ cũ họ giữ như thế nào cũng như là về cái số lượng đeo như thế nào. Thì đây là một cây kính đeo rất là ít các bác ạ. Đeo rất là ít nên là cái bộ chuôi của nó thì gần như là vẫn còn trong như thế này, đẹp như thế này và gần như không có được những cái vết uh, vết bị bập, vết bị băm rồi vết bị nứt, lão hóa là gần như không có ở chuôi. Còn hầu hết là những cái cây kính nó đến bây giờ thì chuôi này đều phải có cái dấu vết hoặc là bị mốc xanh hoặc là có vấn đề rồi. Những cây kính mà chuôi nó vẫn còn giữ được đều và nhìn nó mướt mần mượt như thế này thì nó nó là một cây kính tuyển chọn và cái giá trị của những cây kính như thế này hiện tại là còn rất là cao. Đó, nó hơn nhau ở những cái tiểu tiết như vậy Đấy, các bác có thể đánh giá được chuôi zin các bác nhé chuôi zin ốc nguyên tán và cốt ve cũng sẽ là cốt ve dài Đó, những cây kính cơn chữ nhỏ sẽ là cốt ve dài các bác nhìn mình nhé Đó, và ve thì vẫn phải còn nguyên tu tất cả những cây kính 100% trăm những cây kính à, tuyển chọn là những cây kính hàng vip thì ve nguyên tu và ốc nguyên tán 100% đều là ốc nguyên tán và ve nguyên tu đây cũng là một cây kính đẹp Để các bác nhìn tất cả những cái góc cạnh của nó nó nét và nó thành vách nó kẻ chỉ nhìn một cây kính tuyển chọn nó khác nhìn nó có được cái hồn nó có là cái thần thái nó có được những cái nhìn một cái là mình đã cảm thấy ưng ngay được nó không có cái vết gợn trong mắt tức là nó không bị điểm nhấn ở cái vết tình trạng nào những bác nào mà gọi là chỉ cần chơi cô động lại chỉ chơi một cây đến hai cây thôi thì các bác có thể là sở hữu những cây kính vip như thế này chúng ta không cần phải đổi đi đổi lại hay là phải mua quá nhiều mua số lượng quá nhiều không bằng chất lượng đúng không ạ chúng ta chỉ cần chất lượng thôi à, vâng và đối với phiên bản kính cơn mỹ chữ nhỏ năm 1969 này cũng là một cây kính rất là đẹp và đối với Giá sở hữu của phiên bản kính cơn năm 1969 này thì xin phép ra đi được các bác với giá là 37 triệu 900 và phiên bản 1969 này thuộc mã số 5. À rồi và tiếp theo em Dũng sẽ chuyển sang mã số 6 là một phiên bản kính giá trị và cũng có giá trị lớn nhất trong bộ siêu tập này đó là phiên bản mã số 6. Và ở đây em Dũng Trần có được một phiên bản kính cơn chữ nhỏ đời thập phân đời ba hàng chữ là một phiên bản kính cơn đời cầu miết và đây là phiên bản kính cơn đời khắc thập phân nha các bác là một trong những phiên bản kính cơn đời đầu của 60 à, vâng các bác thân mến và đây sẽ là phiên bản kính cơn thập phân một trong những một trong những cây kính sâu tuổi nhất trong dòng kính cơn mỹ đó là đời khắc thập phân chữ nhỏ thập niên 60 đời khắc thập phân các bác nhà mình nhé à, và chắc chắn là các bác đang theo dõi ở đây cũng chỉ chiếm số ít chúng ta có thể sở hữu được những cây kính cơn chữ nhỏ của đời các thập phân này vì đến bây giờ những cây kính này chưa kể nói đến hàng vip chưa kể nói đến những cây kính tình trạng đẹp mà chỉ cần số lượng còn lại của những cây kính cơn thập phân thôi nó cũng đã là ít rồi chứ chưa nói đến là những cây kính cơn đời khắc thập phân mà tình trạng lại còn là vip như thế này bởi vậy nên giá trị của những cây kính cơn thập phân thường thường nó sẽ cao hơn so với những cây kính cơn đời cầu miết thông thường đấy là chia sẻ sâu hơn một chút thì đối với những bác nào mà có gọi là mang cái tính chất siêu tầm thôi chơi sâu thôi thì mới cần quan tâm đến cái phần gọi thập, thập phân hay không đó, chia sẻ đến các bác à, kính khắc thập phân thì à, đối với những bác nào mà chơi đến tầm này thì các bác cũng đã biết rồi khắc thập phân thì sẽ là cái thông số 5 một phần hai nó sẽ là khắc trên dưới đó số 1 cạnh ngang số hai à, phần càng đó còn đời đời không khắc tập phân nó sẽ là một gạch chéo 2 còn đây là đời 1 trên 2 đó là đời khắc tập phân đó là cái dấu hiệu nhận biết của những cây kính đầu những năm 60 các bác nhà mình nhé Đấy, thì đây sẽ là đời, đây là một cây kính gọi là vẫn còn về tình trạng và độ tuổi của nó trên 60 năm tuổi rồi là đầu những năm 60 và các bác có thể thể thấy được là giữ được một cây kính lên hơn 65 nó giá trị về cái mặt thời gian rất là lớn các bác nhé Đó, cũng vậy rất cảm ơn chủ cũ đã giữ được cho chúng ta một cây kính vô cùng tuyệt vời để các bác đến bây giờ thừa hưởng được một cây kính đẹp một sản phẩm đẹp để chơi Đó, chúng ta sẽ có được một bộ tròng 52 đẹp mướt và bộ khung gọng được bọc vàng hồng 1 phần 10 12 k và cái chất lượng cái chất vàng hồng của cái đời này là chất vàng hồng sáng Đó, nó vẫn có độ đậm, vẫn có độ sáng và vẫn có được cái vàng ánh kim ở phía bên trên khung gọng đó là cái chất vàng hồng của phiên bản kính cơn đời thập phân này đó, chất vàng hồng sáng và các bác nhìn chuôi này chuôi quá phê chưa ạ các bác nhìn chuôi này các bác nhìn chuôi quá đẹp luôn các bác nhé vẫn còn giữ được quá tuyệt vời luôn nhìn ngắm thôi đã cảm thấy phấn khích rồi chưa nói đến là chủ sở hữu của cây, những cây kính này các bác có thể nhìn quá mãn nhãn luôn về cái bộ chuôi cốt ve rất là cốt ve dài và cốt ve cũng còn rất là đẹp Đấy, tiểu tiết rồi những cây và chơi kính rồi các bác nhìn chất chuôi chất ve chuôi ve càng trong Đấy, chơi kính cơn chuôi ve càng trong thì càng giá trị các bác nhé Đấy, nhìn nó phải trong vắt và trong muốt như thế này Đấy, thì nó mới có giá trị về mặt siêu tầm và sở hữu Đấy, rất là đẹp những cây như thế này hiện tại bây giờ cũng không còn có nhiều đâu các bác ạ nên các bác nào có hữu duyên thì các bác có thể là chơi cho mình và siêu tập cho mình à, vâng và đối với phiên bản kính cơn chữ nhỏ đời khắc thập phân đối với phiên bản mã số 6 này thì xin phép giao lưu được các bác với giá là 41 triệu 500k đối với phiên bản này thì những bác nào thực sự cần chơi một cây kính mang tính chất siêu tầm thì các bác có thể sở hữu cây kính cơn đời chữ nhỏ đời thập phân này và chắc chắn với các bác là các bác sẽ cảm thấy là sự lựa chọn đúng đắn khi sở hữu một trong sáu cây kính trong bộ sưu tập ngày hôm nay. À, dạ vâng và vừa rồi em Dũng Trần cũng đã chia sẻ khá là chi tiết về thông tin cũng như mức giá sở hữu của những cây kính này à, và trong cái bộ sưu tập này thì đều là những cây kính cơn vip là đều là những cây kính cơn dành cho các bác nào sưu tầm hoặc muốn lên đời những cây kính vip những cây kính đẹp để chơi. Bên cạnh đó thì em Dũng vẫn còn rất nhiều những mẫu kính cơn những mẫu kính quen khác trong cái tầm giá nó dễ chơi hơn vẫn là nguyên zin nhưng tuy nhiên nó sẽ phù hợp với tầm tài chính của các bác hơn à, nó tầm khoảng tầm trên dưới 20 triệu là cũng vẫn có một cây kính cơn nguyên zin nguyên bản à, đẹp ở tại kênh của em Dũng rồi thì nếu như các bác nào mà xem trong video này mà cảm thấy ngân sách của mình nó khó chơi và khó chọn trong cái bộ sưu tập này quá thì các bác có thể liên hệ với em Dũng để em có có, có thể hỗ trợ các bác làm sao chơi được một cây kính nó vừa tầm tài chính nó phù hợp với tầm tài chính của các bác còn đây là dành cho những bác nào uh, những bác khách vip và những bác cần chơi những cây kính vip dạ vâng và các bác uh, có đánh giá sao về bộ sưu tập này tại kênh kính cổ Dũng Trần ạ thì các bác có thể hãy đưa ra phần bình luận và cảm nhận ở phía dưới và những bác nào có quan tâm À, đến một trong sáu cái mã kính cơn kính quen trong bộ sưu tập này tại kênh thì các vui lòng các bác vui lòng hãy liên hệ với em Dũng Trần để được trực tiếp em Dũng Trần tư vấn và hỗ trợ các bác nhà mình nhé và các bác đừng quên đó là sản phẩm đẹp thì sẽ không có giá rẻ và sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã là sản phẩm tốt các bác nhà mình nhé à, dạ vâng và một lần nữa thì rất cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi và đồng hành cùng với kính cổ Dũng Trần và rất mong À, em dẫn cho em dũng trần rất mong sẽ được sự ủng hộ và đón nhận của toàn thể các bác yêu kính trong thời gian tới các bác đừng quên hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất tại kênh kính cổ dũng trần xin chào và hẹn gặp lại toàn các bác trong những video tiếp theo ạ